Một mẫu bàn ghế mang phong cách truyền thống và được nhiều gia đình lựa chọn tin dùng với giá cả hợp lý. Hôm nay em xin giới thiệu đến quý cô chú anh chị bộ bàn ghế gỗ gò đỏ chạm đào siêu đẹp bên em. Đầu tiên là nói về chất liệu gỗ, bộ bàn ghế này được làm từ chất liệu gỗ gò đỏ. Đây là một trong những dòng gỗ được giới yêu gỗ bình chọn nhiều nhất, với tính chất cứng chắc nặng, chống mối mọt công vinh. Bộ bàn ghế này gồm 6 món: một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn chính và hai đôn ngồi. Mặt bàn của ghế và bàn đều là nguyên tấm và dày 2 cm. Và cái thứ hai em muốn nói đến về bộ bàn ghế này là hình ảnh chạm đào. Những người thợ Sơn Đông đã chạm những quả đào rất là đẹp và tỉ mỉ, làm nên những quả đào rất là sống động, và đào mang ý nghĩa phong thủy cực cao, mang đến may mắn và thu hút tiền tài cho gia chủ. Và ở phía dưới yếm bàn và yếm ghế và dưới chân thì chạm hình ảnh hoa lá tây và hình hộ ảnh hổ phù, mang đến vị thế và chống lại những điều xấu, mang đến may mắn cho gia chủ. Phần kích thước tay cột là tay 12, là thích hợp cho những không gian nhà tầm 4 mét trở lên. Và bây giờ em xin ngồi trải nghiệm cho quý cô chú anh chị xem nha. Khi em ngồi lên thì cảm giác nó rất là rộng rãi. Một cái băng dài như thế này là có thể ngồi tầm 4 đến 5 người lớn có thể ngồi vừa. Và có cái phần tay để rất là êm ái và thoải mái. Bộ bàn ghế này có một điểm khác với bộ bàn ghế khác là những bộ bàn ghế kia thì thường hay là chạm phúc lộc thọ rồi tứ quý, nhưng mà bộ bàn ghế này thì hình ảnh là chạm tự vương, thích hợp cho những gia đình nào mà thích sự đơn giản và đẹp mắt. Và em xin báo giá luôn, bộ bàn ghế này có giá là 49.500.000. Và bên em có chế độ bảo hành 5 năm, bảo trì trọn đời, free ship ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và Tiền Giang. Và quý cô chú anh chị quan tâm đến sản phẩm có thể đến trực tiếp tại showroom 783 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, hoặc gọi vào số hotline 0933 279 346. Và em là Trúc, xin chào và hẹn gặp lại.